Okay. Mình đã apply xong CRB cho bản thân mình. Chào mọi người, thì hôm mình mới vừa apply cho cái chương trình CRB 2000. Thì hôm bữa giờ mình không có apply được bởi vì mình không có qualify cái CRB. Vì mình vẫn đi làm, mình không có bị mất việc, không có bị stop working đó. Nhưng mà vừa rồi thì vào ngày 15, hôm nay là ngày 17 ha. Thì vào ngày 15 tháng 4 vừa rồi á, thì Thủ tướng Justin Trudeau có thông báo rằng là extend cái gói CRB cho những cái essential workers, là những cái ngành, những cái người mà đi làm những cái công việc thiết yếu á. Thì cái gói em có một cái khoản, có một cái điều khoản là coi như là tất cả các điều kiện thì vẫn giữ như cũ. Có một cái điều khoản mới, có nghĩa là thu nhập của bạn dưới 1.000 một tháng sẽ được bạn sẽ được gọi là, có nghĩa là bạn vẫn đi làm, bạn không bị mất việc, nhưng mà bạn bị mất thu nhập, mất một phần thu nhập. Thì bạn, nếu mà bạn làm dưới 1.000 một tháng á, thì bạn sẽ được apply cái chương trình CRB này. Nhưng mà về cá nhân thì mình dưới 1.000 một tháng có nghĩa là sao thì nọ, thì mình lên làm sao để mình biết được mình có đủ điều kiện, gọi là mình dưới 1.000 một tháng hay không, mình tính như thế nào, thì mình mới đi tìm hiểu. Và mình cũng đã có liên hệ với một số accountants, là những người mà kế toán lâu năm bên đây á, họ là người Việt luôn, họ là người Việt nhưng mà họ làm kế toán, họ có kinh nghiệm và họ đã trải qua cái thời gian dài ở bên đây rồi, và họ có kinh nghiệm mà họ cũng hiểu biết, nên họ chia sẻ lại với mình cách tính và cách apply như nhau, cách tính nó như thế nào cho nó hợp lý. Thì mình sẽ, đầu tiên mình sẽ giải thích, mình sẽ mở cái trang web của chính phủ về cái phần mà họ extend, cái thông tin mà họ extend á, để cho các bạn hiểu, các bạn biết cái phần đó trước. Sau đó mình sẽ giải thích cái phần mà làm sao tính cái phần 1.000 đó ha. Ok, thì đây là trang chủ ha. Mình tiếp tục, mình vẫn đi từ trang chủ đi vào. Thì bạn cứ lên là canada.ca. Xong rồi bạn vào, bạn xuống đây nè, bạn kéo xuống, bạn vào phần Benefits. Rồi, trong phần Benefits này nó sẽ có hai cái phần. Một là Canada Emergency Response Benefit, là cái CRB của mình, với lại cái COVID-19 Benefits and Services. Thì đây là nó bao gồm hết tất cả luôn, là những cái như là cho doanh nghiệp, cho industrial, cho cá nhân luôn ha. Thì mình sẽ vào đây. Đó, thì mình vào đây trước đi. Mình coi, tại vì mình không phải là doanh nghiệp, mình chỉ coi individuals thôi nha. Đó, thì ở đây nó có nhiều các khoản lợi tức ha. Thì mình đang quan tâm về CBA đúng không? Thì mình bấm vào đây. Rồi, ở đây là cái thông báo, đây là cái thông báo cũ của người ta. Còn từ đây trở xuống là cái thông báo mới. Thì đó, allow to people earn up 1000 per month. Đó, thì cái này có là mình nói, ở đây chỉ là người ta nói chung chung thôi, là những người mà làm tới 1.000 nè, trong lúc mà họ collecting cái CRB, có nghĩa là hai cái việc song song, có nghĩa là hiện giờ là họ cho phép bạn vừa đi làm, vừa đi làm và vừa collect cái CRBA luôn. Và hai việc đó nó song song với nhau, và cái thu nhập của bạn phải dưới 1.000 tháng. Rồi nó extend ra cho những cái seasonal workers, là những người làm thời vụ, những người làm theo mùa á. Thì và những người đó thì thường họ làm theo mùa làm và mùa nghỉ, thì cái mùa nghỉ họ sẽ apply cho cái EI. Và trong khoảng thời gian mà họ apply EI xong á, họ sẽ gọi là họ xài hết tiền EI rồi, mà bây giờ họ muốn quay lại cái thời, ví dụ như bây giờ sắp mùa hè nè, làm thời vụ vào mùa hè, thì tự nhiên đùng cái bị cái dịch bệnh này, cái bây giờ họ không thể nào đi làm được vì lý do là bị lockdown hoặc là bị những cái event bị cancel, thì họ phải apply cho cái chương trình CRB. Lúc đó là họ sẽ không thu nhập đúng không, thì bây giờ họ sẽ được chính phủ hỗ trợ cho cái CBA này luôn đó. Thì ở đây mình thấy một điều rất là hay ở chính phủ Canada là họ
chăm sóc đến những cái ngành nghề nhỏ, những cái ngóc ngách rất là nhỏ của xã hội luôn, chứ không phải riêng gì những ngành nghề cao cấp. Rồi cái cuối cùng ở đây là nói về extend cái worker who is, cũng như giống như vậy, thì cũng thay vì seasonal thì dành cho những người mà gọi là mất việc, họ apply EI xong, bây giờ họ xài hết EI rồi mà họ vẫn chưa tìm được việc bởi vì cái bệnh dịch này, cho nên họ được phép apply thêm cái CBA nữa ha. Đây là phần tóm tắt của người ta. Và các bạn khi đọc á, nhớ đọc kỹ những cái phần mà người ta tô đậm nè. Đó, mình thấy có nhiều người, nhiều bạn boss lên hỏi mình đã apply EI rồi, bây giờ mình có cần apply CRB nữa không, hay sao đó, cả apply cả hai cái được không, thì đó là những cái câu hỏi như vậy. Thì bạn nên đọc ở đây, câu này rất là rõ ràng, không nên apply CBA nếu mà bạn đã apply cho EI rồi ha. Thì ở phần mà trước á, mình có ở phần giải thích về CBA mình có nói khi mà bạn apply EI rồi á, trước ngày 15 tháng 3 thì nếu mà bạn được approve thì bạn sẽ xài cái tiền EI đó. Còn nếu mà bạn chưa được approve thì sau ngày 15 tháng 3 họ sẽ chuyển bạn thành CBA, có nghĩa là bạn cái đơn mà bạn nộp EI á sẽ được chuyển thành CBA. Và những đơn mà tất cả các đơn mà bạn nộp cho EI sau ngày 15 tháng 3 là sẽ được tự động chuyển thành CBA ha. Cái đó là người ta đã thông báo trên trang web rất là rõ ràng rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp đến cái phần mà who eligible nè. Rồi sau khi đọc cái khung điều kiện thì từ đây đến đây là vẫn như cũ, vẫn giữ như cũ. Có một phần là cái phần mà thu nhập ít nhất 5.000 vào năm 2019 hoặc là 12 tháng gần nhất á. Thì cái phần này có nhiều bạn cũng rất là thắc mắc, nên cho nên mình cũng đã hỏi và mình sẽ trả lời ở phần cuối ha. Bây giờ mình muốn nhấn mạnh cái phần 1.000 này trước. Thì ở cái phần 1.000 này nó có hai câu ở đây nè bạn, các bạn. Đó, nó có hai câu ở đây. Cái câu đầu tiên á, mình hiểu rằng là khi mà bạn submit cái first claim thì bạn không có thể, không phải là thì mà là bạn không thể kiếm được hơn 1.000 từ hai cái khoản này trong vòng 14 ngày liên tục, trong vòng 4 tuần benefit period of your claim nè. Đó, thì đây là câu đầu ha. Câu thứ hai là khi bạn submit, bạn gửi lên cái gọi là reapply á, cho cái claim của bạn á, mà bạn vẫn không có được hơn 1.000 từ hai cái này trong vòng 4 tuần thì trong vòng 4 tuần thì bạn sẽ được phép ha. Thì hai câu này mình hiểu như thế nào? Có nghĩa là nó sẽ có một cái khoảng thời gian cái khoảng thời gian nó nằm ở đâu nhỉ? A few moments later. Ok. Ở đây mình tiếp tục ha. Thì mình kiếm được cái link này. Cái link này với lại cái link của bên này nó cũng giống như nhau. Nó chỉ khác cái chỗ là cái chữ Revenue Agency này nè. Còn cái phía đuôi này thì hầu như gần cũng giống như nhau. Đó. Thì cái link này mình cũng không biết làm sao để vô đây, nên mình sẽ để cái link này ở bên dưới cho các bạn xem ha. Thì trong cái link này nó cũng sẽ nói lại cái phần mà eligible này nọ nè. Cái phần 14 ngày nè. 1.000 trong vòng 14 ngày hoặc là 1.000 trong vòng 1 tháng nè. Đó. Rồi xuống đây thì mình sẽ có cái khoảng thời gian nè. Đây. Đây cái khoảng thời gian ha. Hay đây là những cái này là những cái khung thời gian của người ta đưa ra. Thí dụ như từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 nè. Đó là khung thứ nhất. Cái ngày từ ngày 12 tháng 4 cho đến ngày thứ 9 đại tháng 5 là khung thứ hai. Khung thứ ba, khung thứ tư, khung thứ năm gì đó, vân vân. Thì ở đây mình hiểu cái câu đầu tiên của người ta ở đây nè, cái câu này nè. Có nghĩa là cái first claim này á, lúc đầu là mình hiểu là cái lần đầu tiên mình nộp. Tức là có nghĩa là bây giờ hiện tại là ngày 17 tháng 4 đúng không? Thì mình đang rơi vào cái trường hợp, mình đang rơi vào cái khoảng thời gian này. Cái khoảng thời gian ngày 12 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5. Đó, thì khi mà mình apply thì đây là first claim của mình. Thì mình đang hiểu như vậy, nhưng mà nó không đúng. Cái first claim có nghĩa là cái first period, cái first benefit period đó của người ta là cái khoảng này, là từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 11 tháng 4. À, thì vào cái khoảng thời gian này nè, người ta sẽ tính trong vòng 14 ngày liên tục và ít hơn 1.000 thì bạn sẽ được qualify để apply. Thì nói suông thì nó hơi khó hiểu. Thì bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn.
chỗ này mình lấy cái tag box của thằng trên Google Translate ha. Bây giờ á, mình đi làm mình trả lương bi-weekly ha, mình trả lương, mình lấy cá nhân của mình để làm ví dụ. Thì nếu mà các bạn giống của mình thì ok, còn nếu các bạn không giống thì các bạn có thể tự suy ra ha. Thì ví dụ như mình đi làm mình được trả lương là bi-weekly là 15 ngày thì mình sẽ có được một cái check, ha, đề nghị không một check rồi. Thì suy ra là mình một tháng, một month, mình sẽ có 30 ngày, mình sẽ có được cái dấu 2 checks ha. Ok, chỗ này rõ ha. Thì người ta nói trong vòng 14 ngày có nghĩa là mình có một check 30 ngày, trong vòng 30 ngày, một tháng, 4 week á, thì mình sẽ có 2 check. Rồi, bây giờ mình lấy cái ví dụ thứ nhất. Mình lấy một cái ví dụ thứ nhất vào cái chỗ này, thì mình sẽ apply vào cho cái first claim của mình, có nghĩa là từ ngày ở đây là từ ngày 15 cho đến ngày 11 tháng 4. Ha, ok. Từ ngày 15 đến ngày 11 tháng 4 thì mình có cái check thứ nhất. Check A đi. Check A là bằng 600 đô, 600 đồng. Rồi, 600 đồng này bé hơn 1.000. Ok. Mình có cái check B là 700 đồng, cũng bé hơn 1.000. Tuy hai cái check này á, tổng cộng của nó á, total của nó là bằng 1.200, 1.300, 1.300 đồng. Nhưng mà mỗi cái check này của mình nè, là 14 ngày nè, 14, 15 ngày, 15 đi. Mỗi một cái check của mình là 15 ngày nè. Thì mình đã nói trên ha. Thì 15 ngày là nó phải điều kiện 14 ngày liên tục. Thì cái check này của mình nó dưới 1.000 nè. Và mình đang nộp cho cái first term. Cho nên ở đây mình sẽ được qualify. Nộp, mình có thể nộp được. Ok. Đó, đây là cái ví dụ thứ nhất. Bây giờ qua cái ví dụ thứ hai, mình có cái này xuống đi. Rồi, có ví dụ thứ hai ha. Cũng nộp vào cái khoảng thời gian này ha. Rồi, bây giờ mình có check A là 600, nhưng mà check B của mình tới 1.200, là mình lớn hơn 1.000. Đó, ok. Thì tổng ở đây mình đang có là 1.800. Rồi, mình có 1.800. Thì cái 1.000 lúc này á, tại vì mình đang nộp cho cái first term, cái period đầu tiên, cho nên người ta chỉ check một trong hai cái check của mình thôi. Thì ở đây mình, cho dù ở đây nó có tổng của bạn là hơn 1.000, ở đây bạn có một cái check B hơn 1.000, nhưng mà bạn có cái check A này nè, cái check A này nó nhỏ hơn 1.000. Và cái điều kiện thứ hai là cái check A này nè, cái check A bạn nhận á, là nó phải nằm trong cái khoảng thời gian này, thì lúc đó bạn sẽ vẫn qualify ha, để bạn nộp cái EI này. Ha, ở đây mình thêm cái điều kiện ha, check A and đi, check A phải B in period, rồi đó, phải trong điều kiện này nha, thì nó sẽ bạn sẽ qualify để bạn nộp. Ok, đó là ví dụ thứ hai. Bây giờ mình có một cái ví dụ thứ ba. Mình cũng nộp trong cái thời gian này, trong cái khoảng thời gian này. Mình có một cái check thứ nhất là 1.100. Thôi để cho nó đau xót đi, 1.030 đồng. Cái thứ hai là 1.010 đồng. Ok, hai cái check này của bạn đều hơn 1.000. Đều hơn 1.000 và bạn nộp trong cái khoảng thời gian này. Mặc dù người ta chỉ check có một check ha, trong một check, nhưng mà ở đây 1.040 ha, tổng của mình. Nhưng mà tại vì một trong hai cái check này nè, cả hai check này của bạn đều không thỏa, đều không bé hơn 1.000, trên chỗ này bạn sẽ là not qualified, bạn sẽ không nộp được. Ok,
đơn giản dễ hiểu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giải thích cái phần mà của cái câu thứ hai nè, là 1.000 trong vòng 1 tháng ở cái subsequent claim. Subsequent claim á, có nghĩa là những cái period tiếp theo từ cái số 2 cho đến cái số 7 hay những cái tiếp theo này. Thì bây giờ mình nhận cái giả sử như cái first claim của mình á, mình đã nộp rồi, mình đã nhận rồi. Bây giờ mình sẽ nộp cho cái thứ hai của mình. Thì mình nộp cho cái second claim á, là nó sẽ là, bây giờ mình để xem bộ 4 đi. 4 ha. Mình sẽ nộp vào khoảng thời gian này. Ok. Thì khoảng thời gian này người ta sẽ tính cả hai cái check của mình luôn. Người ta không tính một trong hai nữa mà người ta tính hai cái check của mình luôn. Lúc đó bây giờ mình lấy lại ví dụ, mình lấy cái ví dụ này đi. Nhưng mà mình sẽ thay số một chút. Ví dụ như cái check đầu tiên mình làm 300, bé hơn 1.000. Cái check thứ hai mình làm 500, bé hơn 1.000. Ha. Tất nhiên là cả hai check A và B này vẫn trong cái thời gian này. Rồi, tổng có hai cái check này của mình là 800. Ok, thì 800 này mình bé hơn 1.000. Thì đang đang thời cái thời thời điểm thứ hai nè, người ta tính tới hai check luôn. Người ta tính tới hai check lận. Ok. Đó, thì lúc này á mình sẽ lúc đó lúc này mình sẽ cộng cả hai cái check này lại với nhau. Ha, cộng hai cái check này lại với nhau. Và thỏa điều kiện này thì nếu mà bé hơn 1.000 thì lúc đó bạn qualify. Ok, dễ hiểu ha. Rồi, mình có cái ví dụ thứ năm. Cũng trong cái khoảng thời gian này mình tính hai check. Check A của mình là 500. Check B của mình là 510. Hai cái đều bé hơn 1.000. Nhưng mà ở đây 500 với 510 là mình ra tới 1.010 rồi. Ok, mình ra 1.010 là mình lớn hơn 1.000. Lúc này mình sẽ không qualify ở trong cái term thứ hai. Đó, có nghĩa là cái khoảng thời gian trước đó đó bạn làm bạn ít hơn 1.000 thì bạn submit lên để bạn claim thuế. Bạn uy lộn bạn claim cái bạn bệnh xin cái benefit. Còn nếu mà trong cái khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 4 nè cho đến ngày 9 tháng 5 mà bạn thu nhập đến ngày qua ngày 9 tháng 5 bạn mà cũng không cần qua nữa, nếu ví dụ như bạn người ta có để chữ expect á, là bạn nghĩ rằng bạn suy đoán rằng bạn không có đủ cái tiền để bạn bạn không đủ cái thu nhập sắp tới, bạn vẫn có thể claim và sau đó người ta sẽ sau cái khoảng thời gian này á thì bên CA người ta sẽ check lại cái phần đó ha. Thì bạn nếu mà nhưng mà chở chắc ăn đi thì cứ qua ngày 9 tháng 5 mà nếu các bạn không có đủ không vẫn không có đủ cái check của bạn nó vẫn rơi vào những cái trường hợp này á thì bạn có thể nộp. Còn nếu nó rơi vào trường hợp này thì bạn không 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 nên nộp tiếp ha. Đó đó là vấn đề về cái 1.000 trong vòng 14 ngày và 1.000 trong vòng 1 tháng. Nó là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ submit, mình sẽ pass cái này vào cái phần description cho các bạn xem. Ok. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái vấn đề về cái phần mà cái 5.000. Thì ở đây mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Ok, ha, ở đây ha. Rồi vấn đề về cái điều khoản mà 5.000 mà mình thấy có nhiều bạn hỏi á là mình phải có income at least 5.000 in 2019 nè và hoặc là 12 tháng gần nhất. Thì cái vế này, cái câu này á có nghĩa là mình sẽ hiểu, nếu là mình sẽ hiểu là mình ở Canada, mình làm được 5.000 trong năm 2019 hoặc là 12 tháng gần nhất. Thì 12 tháng gần nhất có nghĩa là có thể tính luôn cả năm 2020 không ta? Không, mình nghĩ là không. Mình không biết tại sao là để hai cái này nhưng mà mình nghĩ là không. Thì cái vấn đề ở đây á là mình lấy ví dụ thực tế là mình luôn. Mình mới qua đây có khoảng 6 7 tháng thôi thì không thể nào mình làm đủ 5.000 năm income được. Ủa mà không đúng, tại vì cá nhân thì mình làm hơn 5.000 trong trong năm 2019 rồi nhưng mà vợ mình á, vợ mình là du học sinh làm chỉ có 20 tiếng một tuần thôi cho nên sẽ không đủ 5.000 income trong trong năm 2019 vừa rồi. Thì làm sao mình tính được? Thì ở đây mình mới mới hỏi là tại vì hôm bữa mình đi khai thuế ở bên cái chỗ mà công ty khai thuế người ta có hỏi là
Bạn từ năm 2019 là mình còn ở Việt Nam đúng không? Mình có đi làm đúng không? Thì trong hai năm 2019 đó ở Việt Nam bạn đi làm, bạn làm được bao nhiêu, cái tổng thu nhập của bạn được bao nhiêu á, có nghĩa là thu nhập ngoài Canada. Thì lúc đó mình mới đặt cái câu hỏi là ủa tại sao người ta hỏi cái thu nhập ngoài Canada làm chi, nó được được tính đâu, tại vì mình đâu có đóng thuế cho Canada thì làm sao được tính. Thì lúc đó mình đi lên đây nè, ok mình vô đây ha, mình đi tìm ở trong những cái question and answer nè, thì nó có một cái câu như thế này các bạn. Does the minimum income of 5,000 have to be earned in Canada nè. Thì cái câu này mình dịch ra có nghĩa là cái khoảng 5.000 đó đó, cái minimum, cái khoản tối thiểu 5.000 đó đó, có được, có phải được kiếm ở trong Canada hay không, có thể nhất thiết được kiếm ở trong Canada không. Thì câu trả lời là no ha, cái income đó đó không có phải nhất thiết bạn phải kiếm trong Canada, nhưng mà bạn phải ở trong Canada, có nghĩa là hiện tại bạn bạn phải sống ở Canada, bạn đang ở trong cái đất Canada, chứ không thể nào bạn đang ở Việt Nam mà bạn xin cái này được ha. Rồi thì cái từ từ cái câu trả lời này của người ta mình mới suy ra một điều rằng á, và cộng thêm cái việc mà bên công ty khai thuế người ta hỏi cái income của mình ở Việt Nam, thì mình mới suy ra rằng á, có nghĩa là cái 5.000 này nè, bạn vừa tính cái income của Canada và bạn có thể include luôn cái income từ Việt Nam nếu bạn có. Thì income của Việt Nam á, mình mới mới hỏi là nếu vậy income của Việt Nam thì mình chỉ đóng thuế ở Việt Nam thôi, mình đâu đóng thuế cho Canada đâu, tại sao, làm sao mình có thể tính cái đó vô được, góp vô bây giờ để mình hưởng cái lợi ích được, thì nó không có make sense đó. Thì mình mới gọi cho bên mà accountant, bạn accountant mình quen á, thì bạn mới giải thích rằng á, ví dụ như bây giờ ở Việt Nam mình làm ra được 4.000 đi, 4.000 mình làm ở Việt Nam, mình qua đây mình khai với họ là trong năm 2019 tôi ở Việt Nam tôi làm được 4.000 ha, làm được 4.000, qua đây tôi làm được 3.000 là tổng là 7.000, thì 3.000 đó bạn đã đóng thuế bên Canada rồi, nhưng mà 4.000 đó ở Việt Nam bạn chưa đóng thuế Canada. Thì khi cái thời gian mà cái giai đoạn bạn khai thuế á, bạn có khai cái đó ra, bạn khai cái đó 4.000 ra, thì lúc đó bạn sẽ phải đóng thuế 4.000 đó cho Canada, có nghĩa là bạn làm ở Việt Nam nhưng mà bạn vô Canada rồi đúng không, bạn khai bạn làm 4.000, bạn đóng thuế, bạn lấy cái phần thuế của 4.000 đó đó bạn đóng cho Canada, thì lúc đó cái 4.000 của bạn đó sẽ được tính vào trong cái income của năm 2019 của bạn luôn ha. Các bạn có hy vọng các bạn hiểu cái chỗ này đó. Thì lúc đó thí dụ như mình làm 4.000 đó và ở đây mình làm 3.000 ha, 4 cộng 3 là 7.000, là bây giờ mình hơn 5.000, thì 3.000 này mình đã đóng thuế Canada rồi nè, 4.000 này là mình chưa đóng thuế nè, thì bây giờ mình khai cho cái chi cục thuế của bên Canada này, mình đóng thuế trên cái 4.000 này, thì lúc đó mình sẽ được lấy cái 4.000 này mình cộng tổng vô là 7.000, lúc đó mình sẽ qualify cái CPA này ha. Cái đó là cái mà bên accountant đã giải thích cho mình. Thì nếu như các bạn có những cái phần đó đó thì, và nếu các bạn chưa khai thuế thì các bạn nên tìm lại cái thu nhập cũ của bạn ở bên Việt Nam và bạn đóng thuế cái phần thu nhập đó, thì bạn sẽ được tính vào cái điều kiện của 5.000 này. Đó là cái cách của mình. Thì hiện tại là mình đã khai thuế rồi và mình chỉ khai thuế ở cái thu nhập ở Canada thôi, và cái thu nhập của Canada của mình là đủ 5.000 rồi, cho nên mình sẽ không có cần phải care cái vấn đề đó. Nhưng mà mình cũng có hỏi luôn cho các bạn là nếu vậy thì cái 4.000 đó đó làm sao mình chứng minh được. Thì nếu mà bạn có cái chuyển khoản ngân hàng hoặc là cái pay slip từ cái công ty ở Việt Nam, bạn có thể đem qua đây để bạn submit cho bên bên CA cũng được. Còn nếu mà không có thì thôi, người ta cũng không hỏi, người ta không có cần phải biết rằng là cái thu nhập của bạn nó từ đâu. Người ta chỉ cần biết cái con số bạn bó bao nhiêu và bạn sẽ đóng thuế, bạn đóng thuế trên cái con số đó cho người ta là ok, người ta sẽ chấp nhận cái số đó của bạn ha. Cái đó rất là make sense, mình đã make sense cho các bạn về cái vấn đề 5.000 nếu các bạn còn lăn tăn cái vấn đề đó. Ok, đó là cái trường hợp nếu mà bạn có thu nhập đó. Còn nếu mà các bạn là du học sinh cấp 3 qua đây, bạn du học sinh bắt đầu mới đi làm bên đây mà bạn không đủ 5.000 thì cái đó là thôi chịu ha. Ok rồi, tiếp theo để coi mình nói về 5.000 rồi đúng không, nó còn vấn đề gì nữa không ta. 5.000 15 tuổi à, mình còn cái vấn đề về cái EI.
ha, mình hay có nhiều bạn á hỏi cái phần mà EI, cái phần mà EI và CRB á, thì giống như hồi nãy mình có nói là nộp trước và ngày sau ngày 15 tháng 3 sẽ được chuyển tự động, hay là nếu đã approve là sẽ không được chuyển và nhận EI này nọ đó, nãy mình có giải thích rồi. Thì nếu bây giờ cái đợt 2 nè, có nghĩa là từ ngày 12 tây tháng 4 cho đến ngày 7 tây tháng 5 này, cái đợt 2 này mình nộp á, thì nếu như mà bạn đã nộp, nếu mà ở đợt 1 nha, các bạn đã nộp, bạn nộp EI và bạn được chuyển qua bên CBRE á, thì cái đợt 2 này nè, bạn sẽ report cho EI. Hiểu không? Có nghĩa là bạn đã là đây là EI, đây là EI và đây là CBA. Khi bạn nộp EI mà trường hợp bạn được chuyển qua thành CBA sau ngày 15 tháng 3 đó. Bây giờ bạn nộp cái đợt 2, bạn nộp cái đợt 2 dưới đây thì bạn sẽ không có đi apply lại cái CBA mà bạn sẽ report cho EI tiếp, tại vì bạn cái gốc của bạn là ở EI. Bạn phải report cho EI rằng bạn vẫn đang thất nghiệp hay gì đó bla bla bla, bạn report cho EI. Thì đó EI đó nó tiếp tục họ sẽ chuyển bạn qua CBRE, và cứ thế vào đợt 3 bạn report cho EI và bạn chuyển, người ta sẽ chuyển bạn qua CBRE ha. Cái đó là cái phần report. Còn nếu như các bạn không có nộp EI, không được chuyển từ EI qua mà bạn nộp trực tiếp cho CBRE, thì lúc đó bây giờ đợt 2 bạn, đợt 1 bạn đã nộp rồi nè, bây giờ bạn muốn nộp đợt 2 nè, thì cái đợt 2 này nè bạn không có report mà bạn sẽ đi reapply. Ha, bạn sẽ lên trang web, bạn sẽ lên cái account CIA hoặc là Canada My Service của mình á. Mình lên đó mình reapply cái đợt 2, apply cái CBA. Và nếu trong trường hợp bạn vẫn đủ điều kiện nha, bạn vẫn đủ điều kiện để bạn nộp thì bạn tiếp tục nộp cho cái đợt 2 này. Thì đó là gọi là reapply. Thì mình đó mình mới thấy là có nhiều bạn lên hội sẽ hỏi về cái vấn đề và report và reapply. Tại sao mình phải report và mình tại sao mình phải reapply? Thì đó là cái cách giải thích ha. Nếu bạn apply cho EI và được chuyển qua CBA thì bạn phải đi report cho EI, tại vì bạn cái gốc của bạn ở EI và bạn tiếp tục report cho EI để họ chuyển họ họ chuyển qua bạn qua tiếp. Còn nếu mà bạn apply cho CBA thì bạn đã nhận tiền CBA rồi đúng không? Thì tiếp tục sau đó bạn phải reapply cho CBA để người ta tiếp tục cho bạn cái tiền CBA mà bạn không quan tâm cái chuyện report của EI nữa. Ha, hai cái khía cạnh nó khác nhau. Thì cái đó là mình cũng được giải thích từ bên phía accountant và những người chuyên gia bên bên phía bên này. Ok, mình làm rõ cho các bạn dễ hiểu cái phần này. Ok, để các bạn khỏi mà gọi là lăn tăn cái mùa này, cái mùa dịch đó. Thành ra là mình nhận tiền mà nhỏ mình cũng mình muốn nhận tiền nhưng mình sợ mình nhận không có đủ, mình không có đủ điều kiện mà mình nhận á, nó sẽ rắc rối. Thì đây mình sẽ làm rõ cho các bạn cái phần đó. Thì mình cũng không phải là chuyên gia về trong phần này, nhưng mà mình đã đi tìm hiểu và mình hỏi những người có chuyên môn, họ đã giải thích như vậy. Thì bây giờ mình chia sẻ lại cho các bạn. Thì nếu có bổ ích thì hy vọng là các bạn đóng góp nếu mà mình có sai hoặc là gì đó. Nếu các bạn có chuyên môn á, bạn đã học chuyên môn hoặc là bạn có chuyên môn trong vấn đề này, bạn có thể chia sẻ lại cho mình, thì bạn có thể comment ở bên dưới mình chia sẻ và mình sẽ tổng hợp và mình correct lại cái blog của mình ha. Ok, thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nếu mà có những chia sẻ của mình có giúp ích được cho các bạn thì hy vọng các bạn like hoặc là subscribe cho kênh của mình để mình có thể làm những cái video mới để chia sẻ cho các bạn những cái thông tin bổ ích về Canada. Ok, các bạn cảm ơn các bạn đã lắng xem. Bye bye.